Các bạn đang nghe truyện bắt đầu tu hành từ tiễn thuật trên kênh TV Audio CV. Chương 329, Người đến không đúng lúc. Trả lời Hoàng Thiên Vinh, chỉ có ngân thương, trần tam thạch dưới sự gia trì của huyền nguyên ngũ tạng thể, long tượng chi huyết trong cơ thể triệt để tiến vào trạng thái cuồng bạo, lại có, kỳ lân tâm, phá giải chiêu thức của đối phương, cả người như hóa thành ma thần giáng xuống từ trên trời. Rõ ràng là vượt cảnh giới đối địch, lại đánh ra hiệu quả áp chế, đang 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 cây đinh ba trong tay Hoàng Thiên Vinh trở nên càng lúc càng nặng, càng lúc càng khó khống chế, tình lực trong cơ thể cũng đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ cạn kiệt. Khí huyết của võ giả luyện tạng có hạn, tình lực của võ giả hóa kình cũng không phải là vô cùng vô tận, trước khi tình lực hao hết mà không hạ được đối phương, ưu thế liền sẽ trở nên không còn sót lại chút gì, đang lại một lần kim thiết giao kích. Chỉ nghe răng rắc, một tiếng giòn tan. Cây đinh ba trong tay Hoàng Thiên Vinh gãy mất Sa tướng quân, vô tùng tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy buổi tối hôm nay có chút là lạ. Hắn nói, nếu không ngài ở lại chỗ này, để thuộc hạ đến nơi tiếng địch vang lên xem sao, ừm, xem ra không phải là điệu hổ ly sơn, bản tướng quân sẽ đi cùng với ngươi. Sa Văn Long nói rồi đứng dậy. 40 hiệp thời gian, không sai biệt lắm. Nhiệm vụ mà Doãn Công Tử giao cho hắn, đã đủ để hoàn thành, dù Hoàng Thiên Vinh có phế vật đến đâu, ít ra cũng là một võ giả hóa kình, hẳn là có thể giết được tên tiểu kia. An bài đêm nay có thể xưng là hoàng mỹ, mọi thứ đều có thể dùng ngoài ý muốn để giải thích. Chết trận xa trường, liền xem như là đệ tử của đốc sư cũng chẳng thể gây phiền toái gì, trước đây, không phải là chưa từng có đệ tử chân truyền nào chết trận, nghĩ vậy, Sa Văn Long bước nhanh hơn. Cho đến khi hắn đến nơi, vừa vặn nhìn thấy một cây trường thương dưới ánh trăng hóa thành ngân long, xuyên thủng tim Hoàng Thiên Vinh, cơ hồ là cùng một thời gian trần tam thạch rút trấn nhạc kiếm ra chặt đầu hoàng thiên vinh trực tiếp nện ở trước mặt sa văn long máu tươi bắn đầy người đầy mặt hắn sa tướng quân hắn nói từng chữ một xem ra ngươi đến không đúng lúc rồi sa văn long nhìn đầu người dưới chân đồng tử trong con mắt trái còn lại rung động lông mày nhíu lại luyện tạng giấc hóa kình đây chính là vượt một đại cảnh giới không phải tiểu cảnh giới tông chủ ngư dương tông đúng là một tên phế vật Vấn đề là vu thần giáo đâu, giáo đồ vu thần giáo ẩn náu ở đây, tại sao không ra tay, không chỉ Hoàng Thiên Vinh bị giết. Các đệ tử Ngư Dương tông khác sau khi viện binh đến, hoặc là chết ngay tại chỗ dưới loạn đao, hoặc là thúc thủ chịu trói, không còn dám phản kháng mảy may. Trần Thiên Tổng, ngươi vu tùng càng thêm khó tin. Hắn vốn tưởng rằng Trần Tam Thạch sẽ xảy ra chuyện, ai ngờ lại là Hoàng Thiên Vinh xảy ra chuyện khí huyết đối kháng tình lực, đây là khái niệm gì chứ? Một lúc lâu sau, Sa Văn Long mới bình tĩnh lại được. Trần Thiên Tổng làm tốt lắm, tên đệ tử mật thám kia tự mình bại lộ thân phận, suýt chút nữa để bọn hắn chạy thoát. May mà Trần Thiên Tổng bằng vào sức một mình giết chết tông chủ ngư Dương Tông, mới không gây ra hậu quả nghiêm trọng, lần này ngươi là công đầu. Đa tạ sa tướng quân. Trần Tam Thạch ôm quyền, mặt không chút biểu cảm. Chúng ta không có cấu kết với vu thần giáo. Một đệ tử ngư Dương Tông gào thét khản cả giọng, các ngươi vu oan cho chúng ta, chẳng qua là muốn chiếm đại tháp hà, các ngươi tự mình mang tiền đến đây, đồ hỗn láo. Vu Tùng tiến lên đạp hai cước, sau đó lấy ra một cây kim cương sử, vậy ngươi xem đây là cái gì? Tìm được ở trong phòng tông chủ của các ngươi, mấy tên đệ tử nhìn kim cương sử, lộ vẻ mặt không dám tin. Thứ này, chính là công cụ mà giáo đồ vu thần giáo dùng để thu thập máu trong tim, không thể nào, sư phụ làm sao có thể cấu kết với giáo đồ vu thần giáo chứ? Tam sư huynh đã chết, là đệ tử mà sư phụ yêu thích nhất, còn dám cãi chày cãi cối. Các ngươi cùng với Hoàng Thiên Vinh bỏ trốn, chẳng lẽ không phải là chột dạ sao? Vu Tùng hạ lệnh, bắt hết bọn hắn về, giam vào tử lao Lương Châu, chờ xử lý. Đem đầu Hoàng Thiên Vinh và mấy tên đệ tử chân truyền đã chết này công khai cho mọi người thấy, để tất cả bọn hắn phối hợp điều tra, kẻ nào dám phản kháng thì coi như đồng lõa với Vu Thần Giáo, giết không tha, bọn họ lần lượt rời đi. Trần Tam Thạch nhìn thi thể không đầu của Hoàng Thiên Vinh, ánh mắt ngưng trọng, thật lâu không nhúc nhích. Không phải vì còn đang phẫn nộ. Mà là trước khi Hoàng Thiên Vinh chết, hắn nhìn thấy một luồng hắc khí từ trên người người này, giống hệt hắc khí trên người trưởng môn thất tuyệt môn Trương Hoài Dân lúc trước, chỉ là so sánh với nhau, nhạt hơn không ít. Lý do vào phút cuối Trần Tam Thạch không bắt sống mà giết chết đối phương, chính là vì lo lắng đối phương sẽ giống như Trương Hoài Dân, cảnh giới đột nhiên tăng vọt, vậy thì coi như phiền toái dù sao cũng chẳng có ai giúp hắn vẫn phải lấy tính mạng bản thân làm trọng đến cuối cùng cũng không thấy bóng dáng tên giáo đồ vua thần giáo nào hắn trăm mối vẫn không thể hiểu nổi hơn nữa hoàng thiên vinh trông không giống đang nói dối chẳng lẽ hắn thật sự không cấu kết với vua thần giáo mà bị oan uổng vậy hắc khí trên người hắn là từ đâu ra từ vân quang trần tam thạch bỗng nhiên liên tưởng đến một khả năng trương hoài dân là cảnh giới thông mạch vậy rất có thể cũng đã tham gia đại hội giảng đạo, uống qua dưỡng thần thang không rõ nguồn gốc, liệu có phải đó chính là nguồn gốc hắc khí trong cơ thể bọn hắn, cũng không đúng. Nếu tiên dược chứa hắc khí, thì, quan khí thuật, đáng lẽ phải nhìn ra mới phải. Tóm lại, từ nay về sau phải càng thêm cẩn thận với từ vân quan. Tướng quân, Triệu Khang bẩm báo, đã thu dọn xong, chúng ta có nên xuống núi không, ừm. Trần Tam Thạch gật đầu, dẫn bộ hạ đến chân núi chờ đợi. Những việc tiếp theo không phải trách nhiệm của hắn. Dự bị doanh sau khi khống chế Ngư Dương Tông đã triển khai 3 ngày 3 đêm lục soát toàn diện, nhưng không tìm ra thêm bằng chứng nào về việc bọn hắn cấu kết với Vu thần giáo, cuối cùng kết luận chỉ có Hoàng Thiên Vinh và một số ít đệ tử chân truyền có tội. Nhưng tra khảo những đệ tử còn sống sót nhiều ngày, cho đến chết cũng không moi ra được manh mối gì. Vì vậy, sự việc này đành khép lại, coi như xong. Cuối cùng, là đến phần luận công hành thưởng. Trong doanh trại, Sa Văn Long tuyên bố trước mọi người, Trần Thiên Tổng vượt cấp giết địch, là công đầu lần này, ghi một lần chiến công ất đẳng, thưởng 3.000 lượng bạc, lộ thư hoa và giải tư thuộc lộ vẻ mặt khó xử. Năm chiến công bính đẳng mới tương đương một chiến công ất đẳng. Sau này làm gì còn cơ hội lập công tốt như vậy nữa, chiến công giáp đẳng cao hơn ất đẳng, chỉ có thể đạt được khi thực sự ra trận đánh nhau. Xem ra vị trí thủ tịch chân truyền, bọn họ đã định sẵn không có tư cách tranh giành nữa rồi. Hơn nữa, luyện tạng đối đầu với hóa kình, dù là hóa kình của tông môn Tam Lưu, độ khó cũng cực lớn, e rằng chỉ có tàu phiền mới có thể so tài với người này. Trần Thiên Tổng, chúc mừng, lộ thư hoa và giải tư thuật tiến lên chúc mừng. Điều này có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ việc cạnh tranh. Các ngươi lúc đầu cũng không nên có ý đồ gì. Bạch Đình chi thẳng thắng nói. Sau khi rời đi, Trần Tam Thạch một lần nữa nhìn thấy Doãn Hàng Văn và Tàu Phiền đang tu luyện trên diễn võ trường, trong lòng đột nhiên dâng lên sát ý nồng đậm. Kẻ đứng sau màn lần này, nhất định là do họ Doãn xúi dục. Sa Văn Long là cảnh giới huyền tượng, tạm thời không dễ giết. Nhưng con chó Doãn Hàng Văn này, Trần Tam Thạch không muốn hắn còn lượn lờ trước mặt mình là mình thấy ghê tởm nữa. Nếu không giết hắn, sau này không biết còn bắn lén sau lưng mình những gì nữa, chỉ là bên cạnh Doãn Hàng Văn, có một lão nô cảnh giới thông mạch. Trần Tam Thạch hiện tại còn chưa hóa kình, dù là hóa kình cũng không thể đi giết thông mạch. Nhưng nếu dùng pháp thuật thì sao, kiếm khí thuật, dù sao cũng là pháp thuật mà tiên nhân sử dụng, giết một tên cảnh giới thông mạch, hẳn là không thành vấn đề chứ. Vấn đề duy nhất, chính là không có thanh huyền chi khí, hoặc nói là linh khí, tầm tiên lâu, không thể không đi, Trần Tam Thạch hạ quyết tâm, cả người đầy máu trở về nhà. Ti cầm mặt họa dần dần quen, chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm rửa thay quần áo. Hiện nay thê tử đang mang thai, vẫn nên chú ý một chút thì hơn, kẻo làm kinh động đến hài tử. Sáng sớm hôm sau, Trần Tam Thạch vừa rửa mặt xong, mặt họa đã tìm đến, nói bên ngoài có người muốn gặp hắn. Trước cửa phủ đệ, có một tiểu đạo sĩ đứng, tự nhiên là đạo sĩ của từ Vân Quang. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tiểu đạo sĩ hành lễ, thí chủ, gia sư hôm nay muốn giảng đạo, đặc biệt sai ta đến mời ngài thực sự tìm đến tận cửa rồi có ý gì đây chẳng lẽ nhất định phải để hắn uống dưỡng thần thang dưỡng thần thang này rốt cuộc là dùng để làm gì ta đã biết trần tam thạch thản nhiên nói làm phiền ngươi nói với khâu minh tử chân nhân chỉ cần có thời gian tại hạ nhất định sẽ qua chắc chắn không thể trực tiếp cự tuyệt nếu không đối phương rất có thể sẽ phát giác ra điều không ổn chỉ là không biết nếu mình không đi đối phương có còn tiếp tục mời nữa hay không nếu cứ mãi không đi, có khi nào sẽ dùng đến biện pháp mạnh không? Không có lợi khí bên mình, thật sự không có cảm giác an toàn, hơn nữa gần đây lại bị theo dõi rồi, Trần Tam Thạch sau khi ra khỏi cửa liền chú ý tới luồng khí quen thuộc kia lại xuất hiện. Xem ra phải tìm người xử lý một chút mới được. Hắn vừa nghĩ như vậy, vừa ra ngoài mua rất nhiều dược liệu, lợi dụng thời gian rảnh rỗi sau khi tan làm về nhà mỗi ngày, ngoài thời gian tu luyện, làm rất nhiều dược cao dưỡng nhan và phấn trang điểm sau đó tự mình đưa đến đốc sư phủ tiểu sư đệ thật sự là hiểu được lòng nữ nhân vinh diễm thu ngửi mùi hương của phấn trang điểm những nguyên liệu này đều là không mua được trên thị trường đệ đã tốn không ít tâm tư nha là định nhờ ta tặng cho ly sư mũi trần tam thạch lắc đầu không là tặng cho sư tỷ ta vinh diễm thu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh liếc xéo tiểu sư đệ có việc gì cứ nói thẳng cảm ơn sư tỷ Trần Tam Thạch không khách sáo, nói ra điều mình muốn. Được, cứ để ta lo. Vinh Diễm Thu đưa đồ cho hạ nhân, dặn dò: "Ngươi đem những thứ này giao cho Ly Sư muội, nói là Trần đại nhân tự tay làm cho nàng." Dặn dò xong, nàng lập tức trở nên nghiêm nghị, cầm lấy binh khí đi theo. Không lâu sau, quả nhiên phát hiện có một thân ảnh lén lút theo sau sư đệ. Xoẹt, một chiếc roi sắt gai đột nhiên quét ra. Thân ảnh giật mình, cũng từ sau lưng rút ra hai thanh đoạn đao đỡ đòn, nhưng thân ảnh bị thương rõ ràng không phải đối thủ, sau một chiêu giao đấu liền loạn choạng lùi lại, miệng hô lớn, cửu sư muội là ta, dừng tay, lão tam. Vinh Diễm thu sắc mặt càng thêm lạnh lùng, tiểu sư đệ mới nhập môn bao lâu, các ngươi đã muốn theo dõi hắn, không, không phải theo dõi. Nhiếp viễn vội vàng giải thích, ta chỉ đang âm thầm bảo vệ sư đệ, ngươi nghĩ, ta có thể tin ngươi sao, Vinh Diễm thu không nói nhảm, roi sắt gai trong tay vung ra như mưa rền gió dữ nhanh chóng đánh cho nhiếp viễn vết thương cũ tái phát phun ra một mụn máu nhiếp viễn quỳ một gối xuống đất cửu sư muội chẳng lẽ ngươi vì một tên sư đệ mới nhập môn mà giết chết sư huynh của mình sao giết ngươi thì không đến mức nhưng mà vinh diễm thu hừ lạnh ngươi và lão đại cũng đã sớm không còn là sư huynh của ta nữa đi theo ta roi sắt gai của nàng trực tiếp cuốn lấy cổ đối phương giống như lôi kéo phạm nhân đi thẳng đến võ định hầu phủ một cước đá văng cánh cửa kinh động đại sư huynh đang luyện võ bên trong lữ tịch nhìn tam sư đệ toàn thân bê bết máu chỉ cảm thấy đau đầu không cần hỏi cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn vẫn trầm giọng nói cửu sư muội quá phận rồi đấy quá phận vinh diễm thu bật cười một cước đá văng nhiếp viễn giọng nói mang theo sự nghiêm khắc đại ca ngươi có biết xấu hổ không đến cả tiểu sư đệ trong nhà cũng không tha thảo nào lão tứ trước khi đi đặc biệt dặn dò ta ở Lương Châu thêm một thời gian, hóa ra là để đề phòng bạch nhãn lan nhà ngươi, ta, thật sự chỉ muốn âm thầm bảo vệ sư đệ. Bảo vệ? Vinh Diễm Thu ngồi xuống giữa sân, tự rót nước uống, lời này ngươi cũng nói được ra miệng sao, mấy đêm trước, sư đệ chấp hành nhiệm vụ gặp phải cao thủ hóa kình, sao không thấy các ngươi bảo vệ, Lữ tịch thản nhiên nói, chiến trường là chiến trường, bình thường là bình thường. Được rồi, ta lười nói nhảm với ngươi, Vinh Diễm Thu cảm thấy bực bội, từ giờ trở đi các ngươi mà còn dám theo dõi trần tam thạch đừng trách ta trở mặt với các ngươi loại trở mặt liều mạng kia hiểu không được lữ tịch bình tĩnh đáp ứng nói ta đáp ứng ngươi ta ở lương châu không có quyền lực nơi này là địa bàn của ngươi có một người ngươi phải xử lý giúp ta vinh diễm thu tiếp tục nói sa văn long vì sao bởi vì sự tình ngươi dương tông lữ tịch ngồi xuống đối diện nàng không ổn đâu đó chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Vinh Diễm thu khịt mũi coi thường, nói, ta đã điều tra, Sa Văn Long nhà bọn hắn từ đời cha ông đã từng là môn sinh của Doãn Gia, chuyện như vậy xảy ra mà ngươi nói với ta là ngoài ý muốn. Nếu hắn ở dưới trướng ta, lúc này đã bị chặt thành mười mấy khúc rồi. Sư muội, làm việc gì cũng phải có chứng cứ, lão nương lại không nói đến chứng cứ. Vinh Diễm thu thái độ cường ngạnh nói, ta chỉ cho ngươi một tháng, ngươi hoặc là cách chức hắn, hoặc là điều hắn sang bộ phận khác, bằng không mà nói, ta sẽ tự mình ra tay. Cửu sư muội, ngươi đừng có quá mức. Nhiếp viễn có chút không nhịn được nữa. Lữ tịch ngăn hắn lại, sư muội, ta thề với trời, ta tuyệt đối không có ý định làm hại tính mạng tiểu sư đệ, yêu cầu của muội, ta cũng có thể đáp ứng đi làm, nhưng mà sư đệ mới nhập môn bao lâu, muội đã che chở như vậy, cần thiết sao, ta không phải che chở hắn. Vinh Diễm Thu gần từng chữ nói ra, ta chỉ là tín nhiệm sư phụ trần tam thạch dừng lại trước cửa hồng tụ lâu thanh lâu lớn nhất ngõ hoa liễu nhìn mấy chữ to trên bảng hiệu từ khi đến thế giới này đây là lần đầu tiên hắn bước vào chúng ăn chơi như thế này vị công tử này xin mời vào chưa kịp đứng ở cửa hai nhịp thở trần tam thạch đã được hai cô nương tiếp khách chắc vào trong khác với tưởng tượng của hắn thanh lâu cao cấp không chỉ có cảnh tượng ôm ấp say sưa mà còn có đủ loại hình biểu diễn tài nghệ đặc biệt là các loại nhạc cụ, chỉ cần nghe thôi đã cảm nhận được trình độ cực cao, không có 8 năm 10 năm khổ luyện thì không thể nào đàn được. Thêm vào đó, còn có không ít văn nhân ngâm thơ đối đáp, đúng là sự kết hợp giữa cái tục và cái tao nhã, cũng không lạ khi kinh thành thường xuyên truyền ra những câu chuyện ân oán tình thù giữa các tài tử và gái thanh lâu. Công tử. Một tú bà thanh lâu cung kính hỏi, ngài đến tìm người hay là lần đầu tiên đến đây? Lần đầu. Trần Tam Thạch nhìn quanh thư của tầm tiên lâu chỉ nói hắn đến đây, không nói tìm ai, tìm như thế nào, khiến hắn không có manh mối. Nhưng nếu đối phương đã sắp xếp như vậy, chắc chắn sẽ chủ động tìm đến. Công tử mời ngồi. Tú bà vội vàng tìm cho hắn một chỗ ngồi, rồi bắt đầu giới thiệu về các cô nương và quá trình, cực kỳ phức tạp. Vừa ngồi xuống, Trần Tam Thạch đã phải tham gia, điểm hoa sơn trà, bỏ ra 10 lượng bạc tiền trà, thực chất là mức tiêu dùng tối thiểu để vào đây. Tiếp theo, nếu nhìn chúng cô nương nào muốn tiếp chuyện thì lại là một mức giá khác các cô nương cũng chia làm ba loại đắt nhất đương nhiên là hoa khôi chỉ có tiền thôi chưa đủ còn cần phải ngâm thơ đối đáp dùng thi từ để thu hút sự chú ý của đối phương mới có cơ hội qua đêm cái này ta biết chỉ riêng những bài thơ còn nhớ trong đầu trần tam thạch cũng đủ để khoe khoang ở đây đáng tiếc hắn không có tâm trạng hôm nay đến đây là để làm chính sự lương châu thành bề ngoài yên bình nhưng bên trong lại đầy rẫy nguy cơ hết thảy thời gian đều phải dùng để nâng cao thực lực háo sắc cũng phải biết lựa thời điểm chờ đợi nửa canh giờ cũng không có động tĩnh gì trần tam thạch ngoài tiền vào cửa không tiêu thêm một đồng nào khiến tú bà trợn trắng mắt không đợi được tầm tiên lâu cuối cùng lại đợi được người quen tôn bất khí nghiêm trường khanh và mấy công tử nhà quan trần đại nhân đến đây cũng không báo trước một tiếng chúng ta cùng nhau đến thì tốt biết mấy. Nghiêm Trường Khanh đến mời rượu, tại hạ là khách quen ở đây, có thể giới thiệu cho ngươi mấy cô nương hiếm thấy, đều là các hoa khôi ở đây, bảo đảm ngươi hài lòng. Tam Thạch, ngươi cũng ở đây sao? Tôn bất khí kinh ngạc, ngươi trước đây cũng không phải là loại người này, Trần Tam Thạch muốn trốn cũng không trốn được, đành nói, gần đây tu luyện mệt mỏi, đến đây chơi cho khoai khỏa. Tầm tiên lâu là bí mật, tự nhiên không thể nào công khai. Tam Thạch, ngươi như vậy không tốt đâu tôn bất khí nói tẩu tử còn đang mang thai ở nhà chờ ngươi đi mau hai ta lên núi đi săn đi trần tam thạch nhìn tôn bất khí cảm thấy không thích hợp tam thạch tôn bất khí nghi mặt nói nhiều người nhận biết ngươi như vậy ngươi không sợ ngày mai truyền ra mọi người đều biết rõ sao ta có gì phải sợ trần tam thạch rất thản nhiên sư phụ ghét kẻ háo sắc nhưng ta đến đây là để tìm tầm tiên lâu Lão nhân gia là biết rõ. Ở thế giới này, nam nhân đi thanh lâu là chuyện bình thường, cần gì phải sợ người khác, ngươi, ngươi, Tôn Bất Khí có chút nóng nảy, Tam Thạch, tỷ tỷ ta cũng đang ở nhà ngươi chiếu cố tẩu tử. Tôn Ly, Trần Tam Thạch chợt hiểu ra. Hắn ở trong khoảng thời gian này, luôn cảm thấy mọi người có chút kỳ lạ. Sau đại điển bái sư, sư phụ thậm chí còn nói muốn cưới vợ cho hắn, hôm nay cửu sư tỷ cũng nhắc đến đồ vật có phải là tặng cho Tôn Ly hay không? kết hợp với thái độ của tôn bất khí chẳng lẽ là muốn gả khuê nữ cho hắn tại sao loại chuyện này theo trần tam thạch cần phải hai bên tình nguyện mới được tôn sư tỷ người ta có bằng lòng hay không ừm sư tỷ rất xinh đẹp nhưng hắn thật sự chưa từng cân nhắc đến chuyện này vẫn là câu nói đó hiện tại không có tâm tư này bất khí ngồi xuống đi trần tam thạch không rời đi chỉ uống rượu nghe khúc nhạc mà thôi ban đêm hai người chúng ta liền đi được tôn bất khí lúc này mới ngồi xuống bên cạnh đã nói là không qua đêm rồi nhé còn ngươi trần tam thạch kêu chọc khách quen không nhìn ra nha quay về ta phải nói với sư phụ mới được đừng mà tam thạch ngươi không được như vậy tôn bất khí vội vàng nói ta không mách tội ngươi ngươi cũng coi như không thấy được không trần tam thạch cười cười cũng chén với hắn mãi đến giờ tuất bên trong thanh lâu càng trở nên náo nhiệt nhiều tài tử bắt đầu tranh nhau ra giá, cạnh tranh quyền qua đêm với các hoa khôi của Hồng Tụ Lâu. Trong đó, một đêm với hoa khôi ngưng hương, vậy mà đạt tới giá cả kinh khủng 5.000 lượng, thêm chút bạc nữa, đủ để mua hai cái lô đỉnh huyền thiết. Ngoài ra, ngưng hương cô nương còn yêu cầu làm thơ, chỉ có thơ hay cùng với đủ tiền, nàng mới bằng lòng cho cơ hội gặp mặt. Chú ý là gặp mặt, không phải qua đêm. Sau khi gặp mặt, có thể qua đêm hay không, còn phải xem biểu hiện cũng không biết là xinh đẹp đến mức nào có thể mê hoặc đám người này đến vậy chẳng lẽ là huyễn thuật trần tam thạch đã có pháp thuật trong tay người của tầm tiên lâu có huyễn thuật cũng hợp lý thôi chẳng lẽ hoa khôi này chính là người của tầm tiên lâu ngưng hương cô nương hãy gặp tại hạ một lần thời gian trôi qua từng bài thơ được viết xong gửi lên lầu cát vậy mà không có một ai được gọi lên không ít người sốt ruột đi tới đi lui có kẻ say rượu thậm chí muốn trực tiếp xông lên có võ giả chuyên duy trì trật tự ngăn họ lại trần huynh nghiêm trường khanh chấp tay nói huynh không thử sao xuân phong đắc ý mã đề tật nhất nhật kháng tận trường an hoa loại câu từ này cũng đều viết ra được nhất định có thể đạt được niềm vui của ngưng hương cô nương ta nghe nói phàm là người đã lên lầu thần hồn đều sẽ điên đảo không có ba ngày ba đêm đều không tỉnh lại được tư vị trong đó chật chật không ngờ đường doanh khoa trước khi đi còn để lại bài thơ này Trần Tam Thạch thật sự không muốn làm kẻ đạo văn. Hơn nữa vạn nhất ngưng hương không phải là tầm tiên lâu, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao, mấy vị công tử. Ngay khi hắn do dự có nên tiêu tiền, thậm chí cân nhắc rời đi, bên tai vang lên một giọng nữ thanh thúy như suối, có chút quen thuộc. Một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục màu vàng ấm, cúi đầu dân rượu và điểm tâm cho bọn họ, miệng nói, mời chậm dùng, mấy vị công tử cũng có thể làm thơ, biết đâu có thể được cô nương nhà ta để mắt tới trước khi rời đi, còn hướng về phía Trần Tam Thạch quăng tới ánh mắt quán trách, lại lặng lẽ là một cái mặt quỷ biểu thị xem thường, nhìn vào một chút thanh huyền chi khí yếu ớt như đom đóm trong cơ thể nàng, không phải là nữ tự áo đen xông vào nhà hắn hôm đó thì còn ai vào đây nữa. Trần Tam Thạch chỗ nào không nhìn ra ám chỉ. Ước chừng là đang đợi hắn làm thơ, cho dù hắn có viết ra thứ văn chương thối hoắc cũng sẽ gọi hắn lên. Nhất định phải làm phức tạp như vậy sao, suy đi nghĩ lại. Cuối cùng Trần Tam Thạch vẫn gọi bút mực giấy nghiêng, vì tiện nhớ lại trong đầu hai câu thơ từ rồi viết xuống sau đó giao cho thị nữ phụ trách truyền thơ đưa lên lầu quả nhiên thị nữ nhanh chóng trở lại trước tiên không người thi lễ sau đó là một động tác mời công tử ngưng hương cô nương muốn gặp ngươi công tử trước tiên giao bạc sau đó có thể theo nô tỳ lên lầu năm ngàn lượng trần tam thạch nào mang nhiều tiền như vậy hắn mở miệng nói nghiêm huynh có thể cho ta mượn chút bạc không ngươi còn nói ngươi không biết làm thơ nghiêm trường khanh tò mò đến cực điểm chẳng qua vẫn lấy ra ngân phiếu trần huynh sa khi trở về nhất định phải kể cho chúng ta nghe kỹ càng trải nghiệm như thế nào dưới ánh mắt ghen tị của mọi người trần tam thạch theo thị nữ lên lầu nghiêm trường khanh sao ngươi có thể cho tam thạch mượn tiền vì sao không thể cho mượn sao bất kỳ huynh ngươi còn vì chuyện này mà ăn giấm sao không phải hắn đã nói là sẽ không qua đêm có qua đêm hay không thì liên quan gì đến ngươi hồng tụ lâu tổng cộng có 6 tầng, cho dù là ở Lương Châu Thành, cũng tuyệt đối là công trình kiến trúc mang tính tiêu chí. 6 tầng lầu càng lên cao càng đắt, từ tầng thứ tư trở lên đều là nơi ở của các hoa khôi. Tầng cao nhất lại trống rỗng, chỉ có một mình ngưng hương cư ngụ. Hừ hừ, ngươi thật đúng là dám đến, mặc váy màu vàng ấm áp, tiểu cô nương ăn mặc như thị nữ chống nạnh, tức giận nói. Ngươi không sợ sư phụ ta báo thù cho ta sao, phí lời, muốn báo thì đã báo từ lâu rồi trần tam thạch nhìn tiểu cô nương thấy phần lớn vết thương của nàng đã lành chỉ có cổ tay phải còn lưu lại một vết sẹo mờ mờ không biết vì sao thuốc mà võ giả dùng hiệu quả rất mạnh trên lý thuyết chỉ cần có thể chữa lành sẽ không để lại sẹo mới đúng nhìn cái gì mà nhìn bản cô nương là cố ý giữ lại đấy chiêu chiêu chủ động biểu hiện ra vết sẹo trên cổ tay trừng đôi mắt trong veo nói để lại nó ta sẽ không quên ngươi đợi ta đánh thắng được ngươi sẽ tìm ngươi báo thù chiêu chiêu đừng quậy nữa. Giọng nói lười biếng mang theo vẻ mị hoặc vang lên. Chiêu chiêu ngoan ngoãn ngậm miệng nhường đường. Trần Tam Thạch còn chưa vào, cách cửa phòng đã thông qua quan khí thuật nhìn thấy một luồng thanh huyền chi khí. So với tôn tượng tông, vẫn yếu hơn nhiều, nhưng so với tiểu cô nương tên chiêu chiêu này, lại có vẻ rất mạnh mẽ. Đã đến rồi, hắn cũng không còn gì phải kiên dè, đẩy cửa ra, coi như được diện kiến chân dung của hoa khôi mà bao người tranh giành phòng khuê u tịch, hương thơm thoang thoảng. Màn che nhẹ bay, bóng hình thước tha. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu tím nhạt, nhẹ nhàng dựa vào giường, má nà như hoa đào tháng ba, có nét phong tình khó giấu, dưới làn khói hương mờ ảo, càng thêm mê hoặc lòng người, nếu mở cửa sổ ra, chắc chắn sẽ khiến ông bướm điên cuồng. Thật đúng là, dung mạo yêu kiều hoa biết nói, dáng vẻ thước tha ngọc tỏa hương. Trần Tam Thạch giơ tay lên, tung một quyền đánh tới trên mặt nữ tự áo tím hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó nàng nhẹ nhàng nhảy lên né tránh đòn tấn công ầm ầm chỉ là chiếc giường không may mắn như vậy trong nháy mắt bị đánh vỡ vụn công tử nữ tự áo tím thần tình u oán ngài làm vậy là vì cớ gì chiêu chiêu ở bên cạnh chỉ trích nói sư phụ ta đã nói rồi hắn ta độc ác lắm căn bản không phải là đại hảo nhân đại anh hùng như lời đồn bên ngoài lần trước suýt nữa lấy mạng ta rồi cô nương trần tam thạch nhìn hoa khôi trầm giọng nói, người không chào hỏi đã phái người xông vào phủ đệ của Trần Mỗ trước, bây giờ vừa lên đã muốn dùng thủ đoạn làm loạn tâm trí ta, là có ý đồ gì, hắn chú ý tới, sau khi mình vào cửa, thanh huyền chi khí trong cơ thể nữ tử bắt đầu điều động, tuy không biết là muốn làm gì, nhưng cũng không thể đần độn đứng yên. Ngưng hương cắn môi, bị khuất nói, nô gia không có ác ý, chỉ là muốn vui đùa một phen cùng với tướng quân thôi, ai ngờ tướng quân lại không biết thương hương tiết ngọc chút nào, quả không hổ là người xuất thân quân ngũ ngưng hương, đúng không? Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề hỏi, tìm ta có chuyện gì, mời nói đi. Nữ tử áo tím ra hiệu chiêu chiêu đóng cửa lại, sau đó bước chân Nguyễn chuyển đến trước bàn rót trà. Nàng mở miệng nói, tướng quân có hiểu biết gì về tầm tiên lâu chúng ta không, biết sơ lược một chút. Trần Tam Thạch không uống trà, còn xin cô nương vào thẳng chính đề. Tướng quân thật là nóng vội. Ngưng Hương cảm thấy không thú vị, đành phải trực tiếp nói ra, Tầm tiên lâu chúng ta truyền thường ngàn năm, thế lực trải rộng khắp nơi, nhưng chưa từng tham gia vào tranh chấp của thế tục, chỉ mong một ngày nào đó có thể tìm được cánh cửa thông hướng tiên giới. Tiên giới, Trần Tam Thạch hỏi. Trên đời này thật sự có tiên giới sao? Đương nhiên là có. Ngưng Hương không nhanh không chậm nói. Nếu không, trong tầm tiên lâu chúng ta làm sao có tiên pháp chứ? Chỉ tiếc là hơn hai ngàn năm nay thiên địa linh khí cạn kiệt, dù có tiên pháp cũng khó luyện thành công. Linh khí cạn kiệt trần tam thạch đã sớm biết hắn hỏi các ngươi tìm ta để làm gì hiện nay trên toàn thiên hạ cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ và tôn đốc sư có khả năng tăng thêm cả giáo chủ vua thần giáo ba người này mới có thành tựu trên tiên đạo ngưng hương nói trong đó lại lấy tôn đốc sư tiếp xúc với tiên nhân nhiều nhất mà ngươi là đệ tử quan môn của ông ấy nếu ngươi đã dám đến đây chắc hẳn đã được sự đồng ý của đốc sư rồi điều này càng chứng tỏ tướng quân là người duy nhất có thể kế thừa tiên pháp của đốc sư cũng là người có cơ hội tiếp xúc với tiên pháp tiên nhân thậm chí là cánh cửa đến tiên giới ta mời tướng quân đến đây chỉ có một thỉnh cầu nếu có một ngày tướng quân có thể bước vào tiên giới chân chính có thể mang theo ta và đồ nhi cùng đi trần tam thạch bất đắc dĩ nói ngưng hương cô nương nói những điều này với một võ giả luyện tạng như ta không cảm thấy đang nói dẫn sao võ đạo là võ đạo tiên đạo là tiên đạo hai thứ không thể so sánh cùng với nhau nữ tự áo tím giải thích nói về võ đạo ta cũng chỉ là luyện tạng viên mãn nhưng dù là thông mạch đứng ở trước mặt ta cũng có thể dễ dàng giết chết đối phương nhưng tôn đốc sư thì khác ông ấy là lấy võ nhập đạo là con đường khó nhất còn tướng quân có thể để ta sờ thử không luyện tạng cũng có thể tu tiên trần tam thạch nhớ sư huynh từng nói với hắn bản thân có hai con đường có thể đi vậy chẳng phải là hiện tại cũng có thể tu tiên sao chỉ tiếc không có công pháp tu luyện tiên đạo sư phụ lấy võ nhập đạo có lẽ cũng không có loại công pháp đó nếu không thì hẳn là đã lấy ra hiện tại trong tay bản thân chỉ có một đạo pháp thuật còn chưa có biện pháp tu luyện tướng quân đừng hiểu lầm ta chỉ muốn xem thử tướng quân có thể đi con đường khác hay không ngưng hương tiến lại gần nếu có thể chỉ cần tướng quân gật đầu gia nhập tầm tiên lâu lại phát huyết thệ ta sẽ xin lâu chủ truyền cho ngươi pháp môn tu tiên không cần trần tam thạch không có hứng thú gia nhập thêm một tổ chức nào nữa hơn nữa còn phải phát cái gì mà huyết thệ nghe đã thấy không phải là chuyện tốt rồi ngưng hương cô nương hắn nói ngươi định để ta giúp ngươi một cách vô ích sao cái này tự nhiên là không ngưng hương từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm đừng nhìn ta như vậy cứ quan trọng như thế đương nhiên phải cất giữ bên người mới yên tâm chứ sư phụ chiêu chiêu đau lòng nói chúng ta chỉ còn lại một ít linh sa này mà thôi thật sự muốn đưa cho tên khốn này sao chiêu chiêu không được vô lễ ngưng hương gắt giọng nói làm ăn phải có thành ý mới được linh sa trần tam thạch đưa tay ra lấy kết quả đối phương lại rụt tay về ấy tướng quân ngưng hương cúi đầu nghiêng vai làm ra vẻ đáng thương ngài lấy đồ rồi sau này phải giữ chữ tín không được ăn ta sạch sẽ rồi lau miệng bỏ đi đấy nhé ta đáp ứng ngươi trần tam thạch không do dự quá lâu chuyện tiên giới không biết phải đợi đến năm nào tháng nào nhưng trước mắt hắn tận mắt nhìn thấy trong túi thơm lộ ra thanh huyền chi khí nồng đậm có đồ vật bên trong nhất định có thể tu luyện pháp thuật sau khi đạt được cam đoan ngưng hương mới yên tâm giao túi thơm cho đối phương trần tam thạch mở túi thơm phát hiện ra bên trong là các đá màu đỏ nhìn từ trên chất liệu giống như đá mã não bị nghiền nát đây là linh sa nữ tự áo tím chậm rãi giải thích thượng cổ thiên địa sơ khai thiên địa linh khí sung túc chỉ là không biết vì sao mấy nghìn năm gần đây nhanh chóng cạn kiệt. đến nay mọi người chỉ có thể thông qua khí tức hỗn tạp tu luyện võ đạo. nhưng muốn tu luyện tiên đạo phải có linh khí. cho nên chỉ có thể thông qua một số đồ vật còn sót lại từ thời thượng cổ hấp thu linh khí trong đó. linh sa chính là một trong số đó. ta biết rồi. trần tam thạch nhận lấy túi thơm. đúng rồi. ngân hương chuyển chủ đề nói đúng rồi. lương châu có thể sẽ có loạn trần tam thạch hỏi cô nương là chỉ vu thần giáo đúng nhưng cũng không hoàn toàn ngưng hương đẩy cửa sổ ra nhìn về phía la thiên sơn mạch trong sâu thẳm la thiên sơn mạch có sát khí sát khí trần tam thạch liên tưởng đến luồng huyền khí đen ngòm mà hắn từng thấy trong rừng sâu loại khí này gọi là sát khí hắn hỏi sát khí mà ngưng hương cô nương nói có gì khác với linh khí linh khí và sát khí đều là khí của tiên giới nhưng sát khí thuộc về loại khí bạo ngược không thích hợp để tu luyện thông thường cũng không tự nhiên sinh ra sát khí trong la thiên sơn mạch chúng ta cũng không biết là chuyện gì hơn nữa nó ngày càng mạnh hơn cứ như thể nó có thể trưởng thành vậy đôi mắt ngưng hương lộ ra vẻ lo lắng vua thần giáo gần đây tàn sát đệ tử các tông môn không biết có liên quan đến chuyện này không nếu có thì trời mới biết cuối cùng sẽ gây ra náo loạn gì nếu đã lo lắng như vậy trần tam thạch hỏi tại sao các ngươi không đi xem thử tiện thiếp đương nhiên muốn đi sát khí hùng hậu như vậy bên trong không chừng có bí mật gì về tiên giới chỉ là tiện thiếp cũng không có bản lĩnh lớn như vậy ngưng hương đóng cửa sổ lại độc thú trong núi bị ảnh hưởng bởi sát khí rất lợi hại một chút pháp lực của ta không chịu nổi tiêu hao như vậy có lẽ võ giả cảnh giới cao mới được võ giả cảnh giới cao trần tam thạch nghe vậy sao tu tiên lại có vẻ không bằng luyện võ tiện thiếp là bước vào tiên đồ chứ không phải đắc đạo phi thăng còn cách tiên nhân thật sự đến mười vạn tám ngàn dặm ngưng hương dường như nhìn ra suy nghĩ của trần tam thạch giải thích huống chi linh khí nơi đây thưa thớt căn bản khó nâng cao tu vi cho nên tướng quân ngươi phải hiểu được sự quý giá của linh sa sau này đừng quên tiện thiếp trần tam thạch gật đầu xem ra độc thú là do ảnh hưởng của sát khí mà sinh ra nhưng cho đến nay không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dẫn đến sát khí trong la thiên sơn mạch ngày càng tăng tiên tích sao nhưng đó là chuyện rất xa vời e rằng cần đến huyền tượng thậm chí là võ thánh mới có thể đi khám phá. Nhiệm vụ trước mắt là trước tiên đạt đến hóa kình, cộng thêm tu luyện kiếm khí thuật, giải quyết mối phiền toái doãn hàng văn kia. Đa tạ cô nương, cáo từ. Trần Tam Thạch nói rồi định đi. Ấy, tướng quân, ngươi không thể đi được. Ngưng hương vội và ngăn lại, ngươi đã bỏ ra năm ngàn lượng bạc lớn, cứ thế này mà đi, vạn nhất bị người bên ngoài nhìn ra manh mối, bại lộ thân phận thì sao, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi cũng không muộn mà nếu muốn làm gì đó cũng không phải là không được trần tam thạch nhận đồ của người khác dù sao cũng phải tôn trọng một chút hắn cũng không từ chối tầm tiên lâu các ngươi nhất định phải ở chỗ này sao tiểu nữ tử cũng phải sống mà ngưng hương giải thích ngươi cho rằng tầm tiên vấn đạo không cần tiền bạc sao trần tam thạch không nói thêm gì bảo nàng tìm cho mình một cây thương hoa dùng để diễn kịch rồi luyện tập ở trong phòng hắn không dám dây dưa với nữ tử lai lịch bất minh huống hồ là chuyện liên quan đến tiên pháp, cho dù không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng khó tránh khỏi có bẫy rập khác. Tác dụng của dược cao linh lúa trong cơ thể vẫn còn. Gần đây, tiến độ của hắn cũng không bị tụt lại. Công pháp, trấn quốc long thương. Hóa kình, chưa nhập môn, tiến độ, 71 phần 100, ở giữa bất tri bất giác liền luyện đến hừng đông, Trần Tam Thạch lại nhìn ngưng hương và chiêu chiêu, một người nằm ngủ trên chiếc giường chỉ còn lại một nửa, một người thì gục trên bàn bất tỉnh nhân sự. Trước khi đi, hắn đánh thức ngưng hương. Này, trả lại bạc cho ta. Đó là năm ngàn lượng. Mạo hiểm mạng sống giết một tên Hoàng Thiên Vinh cũng chỉ được một chút tiền thưởng như vậy. Sao có thể không công để lại đây? Chuyện Linh Sa là một vụ giao dịch khác, không liên quan đến bạc. Tướng quân muốn ăn chùa sao? Ngưng hương tức giận. Tướng quân chơi sập cả giường. Vậy mà ngay cả một đồng cũng không muốn trả. Ngươi cái nữ nhân này, ta có đụng vào ngươi chỗ nào đâu. Trần Tam Thạch thúc giục, không có tâm trạng nói nhảm với ngươi, ta còn phải về doanh điểm danh, hung cái gì mà hung ngưng hương như thể thật sự sợ hãi, lúng cuốn tay chân tìm mấy tờ ngân phiếu. Trần Tam Thạch nhét ngân phiếu vào ngực, sải bước đi ra. Sau khi hắn đi, loáng thoáng nghe phía sau vang lên tiếng khóc. Hầy, đúng là diễn viên. Trần Tam Thạch không còn sức để phàn nàn, gọi thiên tầm rồi thẳng tiến đến quân thành. Sau khi điểm danh, hắn nhận được một tin tức. Sa Văn Long bị điều chuyển đến Thiên Lang Doanh, phó tướng của dự bị doanh được thay thế bằng một phó tướng của Vân Trung Doanh, rõ ràng là có người cố ý làm vậy. Đây là một chuyện tốt. Cấp trên kìm nén ý đồ xấu muốn giết mình, tuyệt đối là một chuyện rất đáng sợ, đặc biệt là trong quân ngũ, rất nhiều mệnh lệnh không thể không tuân theo, thậm chí là để hắn đi chịu chết. Chỉ là không biết là ai làm chuyện này. Người có khả năng nhất chỉ có thể là cửu sư tỷ. Đúng như phòng sư huynh đã nói, Vinh Diễm Thu Sư tỷ quả thật đáng tin cậy, sau này thật sự phải cảm ơn nàng một phen. Là ngươi làm, trên diễn võ trường. Tào phiền chất vấn, đừng giả vờ hồ đồ, ta đang nói đến chuyện của ngươi Dương Tông, là ngươi để Sa Văn Long sắp đặt để hắn gặp phải võ giả hóa kình, muốn mượn đao giết người, thế tử, là ta, dẫn Hàng Văn giải thích, ta muốn giúp thế tử điện hạ phân ư. Thọ nguyên của thế tử gánh vác trọng trách một kinh 36 châu của Đại Thịnh Triều, sao có thể vì tranh giành thắng lợi nhất thời với loại người này mà lãng phí thế tử đừng lo lắng hắn không có bất kỳ chứng cứ nào sa văn long là tử trung với chúng ta càng không khả năng nói lộ ra miệng cùng lắm sau này lại từ từ tìm cơ hội ngươi đi đi tào phiền không trách cứ chỉ thản nhiên nói dù sao ngươi cũng không tham gia tuyển phong hiện tại ở lương châu không có chức vị ta lo lắng sau này đốc sư trở về vạn nhất điều tra chuyện này sẽ không nói rõ được tôn đốc sư không biết khi nào mới có thể trở về hơn nữa thế tử, ngươi còn không tin tưởng ta sao? Doãn hàng văn vội vàng nói, cho dù là điều tra đến ta, cũng là ta một mình là một mình chịu, ngươi cho rằng điều tra đến ngươi, bản thế tử có thể thoát khỏi liên quan sao? Tào phiền nhíu mày, cho dù tương lai ta thắng Trần Tam Thạch, cũng vẫn phải có được ấn tượng tốt của đốc sư, nếu không cũng không có được chân truyền. Thế tử, chuyện này, là lỗi của ta. Doãn hàng văn cuối cùng cũng hiểu ra, ta đi, sẽ không ở lại liên lụy thế tử. Ừm. Tào phiền vỗ vai Doãn Hàng Văn, giúp cha ngươi làm nhiều việc hơn, tương lai cũng có thể giúp ta một tay, đợi đến khi ta có uy vọng trong quân Lương Châu, sẽ mời ngươi trở về. Doãn Hàng Văn đáp, cuối tháng này, khi vết thương tên lành lại, ta sẽ đi. Tào phiền không nói gì thêm, cầm thanh long yển nguyệt đao tiếp tục luyện võ. Gần đây, hắn gần như đến mức bỏ ăn bỏ ngủ. Chết tiệt. Doãn Hàng Văn đi ra một khoảng cách, đấm mạnh vào cọc luyện công, họ trần kia sao có thể luyện tạng cường sát hóa kình. Tại sao chứ? Cứ tiếp tục thế này, hắn sau này thật sự sẽ gây ra phiền toái lớn cho thế tử, không được, tuyệt đối không thể giữ hắn lại, vệ lão, ngươi phải giúp ta. Hắn nhìn về phía vị võ giả thông mạch mà nhà mình cung phụng, giúp ta giết hắn, thiếu gia, không được. Vệ lão khuyên can, giết người trong Lương Châu Thành, chắc chắn sẽ bị điều tra đến cùng. Vậy thì đợi chúng ta rời khỏi Lương Châu rồi hãy làm, hơn nữa khi đi phải chiếu cáo thiên hạ, để mọi người đều biết chúng ta đã đi, rửa sạch hiềm nghi, sau đó, vệ lão ngươi quay lại giết người, đổ tội cho vua thần giáo, vệ lão, tất cả nhờ vào ngươi, Trần Huynh, Trần Huynh, Trần Tam Thạch luyện xong một hồi, buông trường thương nghỉ ngơi, liền thấy nghiêm trường khanh vẽ mặt kích động chạy tới, phía sau hắn còn có không ít người trong quân, đều có biểu cảm như vậy. Khó lường, khó lường, nghiêm trường khanh vỗ tay khen ngợi, Trần Huynh thật sự là tấm gương của chúng ta, tấm gương gì? Trần Tam Thạch ngẩng người. Ngươi nhìn xem, còn giả bộ nữa thì không thú vị đâu. Nghiêm Trường Khanh cười xấu xa, đều đồn ầm lên rồi, bây giờ cả Lương Châu Thành đều biết, câu chuyện phong lưu của ngươi và ngưng hương cô nương, không phải sao. Giải tư thuật tiếp lời, Trần Đại Nhân thi triển kim cương chi thể, ngay cả giường cũng sập, sáng sớm hôm nay, ta chuẩn bị đi thì tận mắt nhìn thấy, thị nữ từ lầu 6 khiên xuống một cái giường nát. Hít hà trên võ đài vai phong lẫm liệt, trên giường cũng mạnh mẽ không kém Trần Tam Thạch đoán được, là bởi vì giường bị nện nát không có cách nào giải thích, nên đành phải công khai kiên ra rồi bị thêm một câu chuyện, để cam đoan thân phận không bị bại lộ. Còn có nửa bài thơ Trần Huynh viết, một nhành hồng diễm lộ ngưng hương, mây mưa ô sơn ủng đoạn trường, nghiêm trường thanh tấm tắc khen, ngươi còn nói ngươi không biết làm thơ, thế gian này không có vu sơn, nhưng lại có ô sơn. Trần Tam Thạch lúc chép lại đã sửa một chút. Nửa câu sau đâu, đúng vậy, Trần Huynh làm thơ mà viết một nửa không phải là thói quen tốt, những công tử nhà giàu này, dù có tập võ, từ nhỏ cũng phải đọc sách, có người thậm chí không thua kém gì văn nhân, chỉ là trong lòng càng tôn sùng lực lượng. Tài thơ của Trần Huynh, nếu tham gia khoa cử, sớm muộn gì cũng đổ trạng nguyên. Trần Tam Thạch cảm thấy nếu mình chuyên tâm đọc sách, nhất định cũng có thể có thành tựu, không nói đâu xa, ở kinh thành tùy tiện chép vài bài thơ từ là có thể nổi danh thiên hạ, chỉ là không có tác dụng gì, dù công thành danh toại cũng cần thuê cao thủ võ lâm bảo vệ bên mình, huống chi thế gian này còn có thể tu tiên. Chỉ là Trần Huynh có một thói quen không tốt. Nghiêm Trường Khanh đột nhiên đổi giọng, sao ngươi có thể, không trả tiền chứ, đúng vậy. Đều đồn đại cả rồi, trước khi ngươi đi, còn lấy của ngân hương cô nương hơn 5.000 lượng bạc, tính ra còn kiếm lời, mẫu mực, mẫu mực quá, mẫu mực gì chứ, ta thấy Trần Thiên Tổng chuyện này làm có chút không ổn, người ta kiếm tiền vất vả, sao có thể quyệt nợ. Trần Tam Thạch Nhân lúc bọn họ đang ngồ ngào, tìm cơ hội thoát thân, không có thời gian lãng phí ở đây, trước khi đi, hắn còn lấy từ đại kho vài cuộn bản đồ đại thịnh triều. Nghe nói gần đây khắp nơi đều không yên ổn, ngoại hoạn vừa dẹp, nội loạn lại nổi lên, tiếp theo rất có thể lại phải đánh trận, binh lính dự bị doanh cũng sẽ được đưa ra thực chiến. Hắn thân là người cầm quân, tự nhiên thường xuyên phải đặt bản đồ trước mặt, để tiện bất cứ lúc nào cũng có thể phân tích cục diện. Gọi Bạch Hạc Mã đến, trước khi về nhà, hắn lại đến phố Lưu Hoa Phồn Hoa, cả con phố này đều bán đồ trang sức, phấn son của phụ nữ, tìm một cửa hàng làm ăn tốt nhất, mua một hơi mấy trăm lượng bạc trang sức, rồi mới lên đường về phủ. Chưa về đến nhà, Trần Tam Thạch đã nhìn thấy từ xa, trước cửa phủ có một tiểu đạo sĩ mặc đạo bào đứng đó. Từ vân quan lại đến nữa. Thí chủ. Tiểu đạo sĩ hành lễ nói, buổi giảng đạo hai ngày trước, sao không thấy thí chủ đến tham dự, Trần Tam Thạch xuống ngựa nói, tiểu sư phụ, làm phiền ngươi chuyển lời cho khâu minh tử chân nhân một tiếng tại hạ gần đây bận việc quân khi nào rảnh rỗi nhất định sẽ đến bái thiên tôn quyên góp hương hỏa vậy trần đại nhân lần sau nhất định đừng quên sư phụ nhà ta nói đại nhân là người có duyên với đạo chỉ cần kiên trì đến nhất định có thể lĩnh hội đạo thống bỏ lỡ cơ hội thì thật đáng tiếc tiểu đạo sĩ lại hành lễ một lần nữa xoay người rời đi thật sự bị để mắt rồi sao trần tam thạch ánh mắt thâm trầm hắn đã cố ý dò la. Trong quân đội, cơ bản không có tướng lĩnh cao cấp nào đến từ vân quan thăm viếng. Một mặt là vì người trong quân ngũ giống như hắn, đều không tin những thứ này. Mặt khác, là vì đốc sư không thích, thuộc hạ cũng nhao nhao bắt trước, tự nhiên không có mấy người sẽ đi. Sư phụ lão nhân gia, có biết những điều này không? Nếu biết, tại sao không xử lý hóa kình tiểu thành, Trần Tam Thạch không nhớ lầm, không minh tử chỉ là một hóa kình tiểu thành, trên người đối phương, cũng không phát hiện ra thanh huyền chi khí hay khí tím, nhưng có hương hỏa quỷ dị này, ai biết được có ác chủ bài gì để bảo toàn tính mạng hay không. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu đối phương thật sự ép buộc, cũng chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một phen. Việc cấp bách trước mắt, vẫn là đột phá hóa kình, đồng thời tu luyện kiếm khí thuật. Lão gia đã về, ti cầm mặt họa cùng nhau đợi ở cửa. Mặt họa dắt bạch hạt mã vào sân, ti cầm thì nhỏ giọng nói, lão gia, phu nhân tức giận rồi vì hồng tụ lâu, ưm ưm. Ti cầm gật đầu ly lịa, nô tỳ hôm nay ra phố, đi ngang qua quán trà, cả phố đều đồn ầm lên, họ nói đệ tử của đốc sư đại nhân, võ đức tướng quân nổi danh thiên hạ, đi thanh lâu mà không trả tiền, hoa khôi của thanh lâu còn phái người đi khắp phố tìm ngài đấy. Không sao, ta đi giải thích là được. Trần Tam Thạch đẩy cửa phòng ngủ ra. Nhìn thấy Lan Tỷ giống như thường ngày, ngồi trước bàn, ngón tay như ngọc cầm kim theo linh hoạt di chuyển, nhìn bề ngoài không thấy có gì tức giận. Càng như vậy, càng khiến hắn chột dạ, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng nói thế nào. Thạch ca nhi đã về. Cuối cùng, vẫn là cố tâm lan chủ động mở miệng. Ừ Trần Tam Thạch ngồi xuống đối diện, lấy ra mấy cái hộp, lúc về, tiện đường chọn cho nàng mấy món đồ trang sức, xem có thích không, không thích thì ta đi đổi cái mới. Nương tử, nàng đừng có không nói gì. Không thì ta tự tay làm cho nàng ít song phấn, dùng bảo dược đắt nhất làm, không tổn hại đến hài tử mà còn dưỡng da. Hoặc là, nàng phục nghe một lúc, cố tâm lan bỗng nhiên nhẹ nhàng che mặt cười. Trần Tam Thạch càng thêm ngơ ngác. Được rồi, treo chàng đấy. Cố tâm lan làm nũng nói, lần trước chàng không phải nói, có chuyện quan trọng phải đi làm, chàng cho rằng ta thật sự tức giận sao, ách, Trần Tam Thạch có chút không hiểu, vậy làm sao ngay cả ti cầm mặt họa cũng biết nàng đang tức giận. Chỉ là làm bộ làm tịch thôi cố tâm la nhìn ra suy nghĩ của hắn giải thích đi thanh lâu mà làm ầm ĩ như vậy chắc chắn là để che mắt người khác đúng không thiếp là phu nhân mà không có chút phản ứng nào mới là không bình thường thiếp là nữ nhân cũng không biết võ công ở bên ngoài không giúp được gì cho chàng ở nhà cũng không thể kéo chân chàng được chứ lan tỉ nhà ta thông minh như vậy sao trần tam thạch có chút không ngờ tới từ phía sau ôm lấy nàng đừng quậy làm tổn thương đến con cố tâm lang hất tay hắn ra nhi mặt nói thạch ca nhi thiếp thì không sao nhưng tâm trạng của ly muội muội sáng nay không được tốt lắm không đến mức đó chứ chàng thật sự ngốc hay giả ngốc ly muội muội ngày nào cũng đến chàng thật sự cho rằng chỉ là đơn thuần đến chăm sóc ta sao nửa thật nửa giả chủ yếu là không có tâm tư đó hơn nữa dù tôn sư tỷ có đồng ý thì vị trí của nàng biết đặt ở đâu con gái của sư phụ làm sao có thể làm thiếp được lão nhân gia lúc đó không nói phỏng chừng cũng có chút tức giận về chuyện này. Thạch ca ca, thiếp có thể đừng nói. Trần Tam Thạch che miệng nàng lại, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến nàng, sư phụ lão nhân gia rộng lượng, cũng sẽ không thật sự tức giận, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tu luyện. Hắn đến hậu viện, khóa chặt cửa sân, cầm lấy ngũ hổ đoạn hồn thương, cùng với bảo dược do đốc sư phụ phát xuống, bắt đầu tu luyện. Đây cũng là chỗ tốt lớn nhất của việc đoạt giải quán quân tuyển phong mỗi cảnh giới đều có đủ bảo dược để dùng, không cần lo thiếu tài nguyên, lại kết hợp với dược cao linh lúa có hiệu quả càng thêm khoa trương, tiến độ tu luyện tăng vọt. Mỗi ngày giờ mão điểm danh, trừ thời gian tuần tra thành ra thì đều ở trong trạng thái tu luyện. Trần Tam Thạch đối với chiêu thức của Trấn Quốc Long Thương cũng càng ngày càng quen thuộc, dần dần đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Hắn duy trì trạng thái bạo huyết, cả người mơ hồ có chút lâm vào trạng thái điên cuồng, khí huyết trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, khiến hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ, trong mắt chỉ còn lại một con mãng xà, một con mãng xà toàn thân tỏa ra khí tức huyền diệu, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể lột xác, tiến hóa thành đại mãng. 200 hiệp, trạng thái bạo huyết duy trì đến 200 hiệp. Dù là huyền nguyên ngũ tạng của Trần Tam Thạch, cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, giống như bị rút cạn máu rồi còn phải tiếp tục gõ xương hút tủy, bắt kiệt tiềm năng cuối cùng trong cơ thể. Nhưng cùng với đó, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của kinh lực. Một chút nữa, chỉ còn một chút nữa, hóa kinh, ngay khi Trần Tam Thạch cảm thấy cả người bị sấy khô, trong cơ thể không còn một giọt khí huyết nào có thể dùng, một cổ lực lượng khác biệt lại sinh ra từ trong khí huyết, dung hợp vào bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay, cuối cùng gia trì lên trên trường thương, cùng lúc đâm ra phía trước, phát ra một tiếng gầm rú như rồng ngâm. Công pháp, trấn quốc long thương. Hóa kình, nhập môn, tiến độ, 0 phần trăm hiệu quả tình lực miên trường khí trấn sơn hà sau khi đại thành tình hóa chân long hóa tình nhập môn cảnh giới hóa tình và cảnh giới luyện huyết rất giống nhau tất cả đều bắt đầu bằng việc rèn luyện một luồng tình lực sau đó tình lực sẽ lan tỏa khắp toàn thân tiếp theo là ngoại tình sau khi đạt được ngoại tình sẽ có thể gắn tình lực vào vũ khí lúc này huyền binh mới có thể phát huy được tác dụng sau khi hóa tình đại thành tình lực có thể ly thể ở một mức độ nhất định bao bọc xung quanh vũ khí hình thành một cổ lực lượng vô hình. Kình lực miên trường, khí trấn sơn hà, Trần Tam Thạch đặt trường thương xuống, hướng về phía một tảng đá lớn chuyên dùng để luyện võ trong sân, bắt đầu luyện quyền pháp, thông qua thực chiến để cảm nhận hiệu quả cụ thể của các từ khóa. Kình lực trong cơ thể hắn, sau khi được cường hóa công kích, dường như sẽ không biến mất ngay lập tức, mà sẽ kéo dài rất lâu rồi mới dần dần tiêu tán, trong thực chiến khi đối đầu trực diện, chắc chắn sẽ có hiệu quả không tồi. Khí trấn sơn hà là đặc điểm của trấn quốc Long Thương, biến cuồng thế ban đầu thành trấn thế, thế thương trấn áp tất cả, so với cuồng thế khiến kẻ địch khiếp sợ, trấn thế mới là thứ thực sự có thể trấn nhiếp đối thủ. Còn về Chân Long Kình, cuối cùng có hiệu quả gì thì tạm thời chưa biết được, cần phải đợi đến khi đại thành mới có thể tự mình trải nghiệm. Cuối cùng cũng hóa kình rồi. Trần Tam Thạch hoàn thành một trong những mục tiêu tính giai đoạn, thở ra một hơi trọc khí so với kế hoạch ban đầu là hai tháng thì đã sớm hơn một tháng hiện tại đã là mùa xuân chỉ trong vòng một tháng đã đột phá từ luyện tạng đại thành đến hóa kình ngay cả những thiên tài như lộ thư hoa vốn đã luyện tạng viên mãn e rằng cũng phải lãng phí không ít thời gian ở cảnh giới luyện tạng điều này còn phải nhờ đến sự trợ giúp của dược cao linh lúa chỉ là nó quá tiêu tốn giữa chừng hắn lại lên núi bổ sung một lần nữa rồi lại dùng hết sạch tiếp theo lại phải tìm thời gian lên núi luyện thuốc hơn nữa cái lô đỉnh huyền thiết ban đầu cũng đã bị thiêu thủng hoàn toàn, cần phải thay cái mới. Như vậy xem ra, linh lúa bề ngoài không có chi phí, nhưng trên thực tế mỗi lần cũng tốn mấy ngàn lượng bạc tiền lô đỉnh, ban đầu hắn nhận được tổng cộng 5 vạn lượng bạc tiền thưởng, trong khoảng thời gian này tiêu pha cũng chỉ còn lại một nửa. Ấy vậy mà, thiên tầm mỗi ngày còn nhất định phải ăn hai miếng. Tốt nhất là có một cái vật chứa. Trong thời gian ngắn cảnh giới võ đạo sẽ không đột phá nữa chuyên tâm tu luyện pháp thuật mấy ngày vậy trần tam thạch khóa chặt cửa sân khoanh chân ngồi trên nền đất trống trải trong phòng lấy ra túi gấm mà tầm tiên lâu đưa cho đổ linh sa bên trong ra nắm trong tay bắt đầu dựa theo phương pháp ghi trên tàn quyển điều động kinh mạch để tu luyện pháp thuật nhắm mắt ngưng thần hắn có thể cảm nhận được gần đan điền của mình có một đạo căn cơ vừa hữu hình vừa vô hình theo cách nói trên từ điển mà phòng sư huynh dịch thứ này hẳn là nên gọi là linh căng chỉ có người sở hữu linh căn mới có thể tu luyện pháp thuật, ngay cả sư phụ hắn dường như cũng không thể luyện pháp thuật, chỉ có thể lấy võ nhập đạo. Hơn nữa, pháp thuật và tiên đạo là hai chuyện khác nhau. Tiên đạo là để tu trường sinh, còn pháp thuật là để hộ đạo. Tu luyện pháp thuật, so với luyện võ khó hơn nhiều, hơn nữa là gấp trăm lần, chỉ riêng việc hắn học cách thông qua linh căn dẫn thanh huyền chi khí vào trong cơ thể, đã mất trọn ba ngày, giờ đã gần một tháng trôi qua, vẫn chưa nhập môn thuật pháp, kiếm khí thuật, chưa nhập môn, tiến độ, 78 phần 100, hiệu quả, chưa có, may mắn thay, cũng sắp rồi. Chỉ là tốc độ tiêu hao linh sa có chút nhanh. Một túi thơm, tổng cộng chỉ có một nhúng nhỏ như vậy, không bao lâu đã tiêu hao gần một nửa. Trong tầm tiên lâu chắc chắn còn có, nhưng e rằng đối phương sẽ không còn tặng không cho mình nữa. Ngoài ra, Trần Tam Thạch còn quan sát thấy một hiện tượng. Đó là, thanh huyền chi khí hắn hấp thu vào cơ thể không thể tích trữ mà không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch đồng thời tiêu tán với tốc độ chậm rãi nói nôm na là không giữ được không thể thông qua thanh huyền chi khí lưu lại trong cơ thể để cải tạo thân thể ngược lại thanh huyền chi khí trong cơ thể sư phụ rõ ràng có thể giữ được phương pháp tích trữ linh khí của ông ấy có lẽ phải đến sau khi đạt võ thánh mới có thể học được còn một con đường khác trần tam thạch không có công pháp tương ứng tầm tiên lâu có chỉ tiếc đối phương sẽ không cho cho dù có muốn cho cũng không có đủ linh khí để tu luyện nếu không thì bản thân họ sẽ không yếu như vậy hiện tại vẫn là an tâm tu luyện pháp thuật cho tốt đã thời gian thấm thoát trôi qua lại một ngày nữa trôi qua cho đến khi ti cầm gõ cửa sân cẩn thận hỏi lão gia hậu công công đến rồi đang ở phòng khách đợi gặp ngài được trần tam thạch đoán là chuyện của thuận tử đã có tin tức vừa hay hắn luyện tập ngày đêm cũng có chút mệt mỏi liền dạng ti cầm đi chuẩn bị rượu và thức ăn, bản thân cũng thư giãn một chút, nghỉ ngơi một chút. hắn đến phòng khách, chắp tay nói: hậu công công khách quý đến chơi, tại hạ đón tiếp chậm trễ, mong thứ lỗi. Trần đại nhân không cần câu nệ. Đại thái giám hậu bảo đặt chén trà trong tay xuống. Hôm nay đến đây là để nói về chuyện của huynh đệ Trần đại nhân. Hậu công công xin cứ nói. Trần Tam Thạch tiến lên tự mình rót trà. đã có tin tức gì chưa? Có nhưng trần đại nhân đừng vui mừng quá sớm hậu bảo không nhanh không chậm nói bảy tháng trước trong danh sách dân phu đi đam châu tu sửa tên đào quả thực có một người tên là trương thuận nhưng ba tháng trước đam châu xảy ra một đại sự lưu sa hà vỡ đê dân phu đào được một pho tượng đá độc nhãn cự nhân dưới lòng sông dưới sự dẫn dắt của mấy tông môn địa phương hô to khẩu hiệu chớ nói người đá một mắt khơi dậy lưu sa thiên hạ phản giết chết quan giám sát công trình sau đó lên núi tụ tập làm giặc cướp lại dựa vào lợi thế địa lý của bác bách lý thủy bạc xây dựng sơn trại chiêu binh mãi mã chuẩn bị chờ thời cơ làm phản huynh đệ của trần đại nhân trương thuận cũng sau khi sự việc này kết thúc liền biến mất không dấu vết không biết là chết trong binh biến hay là cũng hậu công công dừng lại một chút nhấn mạnh giọng điệu lên núi làm phỉ náo lớn như vậy trần tam thạch ở phương bắc gần như chưa từng nghe nói qua hắn lấy bản đồ đến nhìn vị trí địa lý của đam châu công công bọn chúng có bao nhiêu người tám vạn hậu công công than thở bọn điêu dân này không biết cảm ơn triều đình lại từng người từng người đều muốn tạo phản thật đúng là nên bị lăng trì xử tử hơn nữa trước khi tạo phản rất nhiều người trong bọn chúng đã âm thầm luyện võ ngay cả giáp trụ cũng đã chuẩn bị xong việc này e rằng đã có mưu đồ từ trước sau khi sự việc xảy ra nam từ quốc đã yên lặng vài chục năm một lần nữa ngo ngoe muốn động cho nên theo ý của ta chuyện này không thể thoát khỏi liên quan đến Nam Từ Quốc, cùng với các thế gia vọng tộc và tông môn bang phái ở Đam Châu, may mắn thay, bọn điêu dân tạo phản chung quy vẫn là đám ô hợp. Đợi triều đình trước tiên đề ép Nam Từ Quốc, sẽ đi thu thập đám điêu dân này, Trần Tam Thạch biết. Náo loạn như vậy, thuận tử chắc chắn là không tìm về được nữa rồi. 89 phần 10 cũng đã trở thành sơn phỉ. Trần Đại Nhân Hậu Công Công nói bằng giọng the thế, ta nhắc nhở ngươi một câu, hãy mau chóng cắt đứt quan hệ với huynh đệ của ngươi đi, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi, ngàn vạn lần đừng để liên lụy đến tiền đồ của ngươi. Lời nhắc nhở của công công, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Trần Tam Thạch trong lòng cảm thấy làm phản là đúng. Từ khi hắn còn ở Bà Dương, đã biết dân chúng sống những ngày tháng như thế nào. Vân Châu 10 ngày sau đó, càng chứng minh triều đình đáng diệt vong. Chỉ thế thôi là chưa đủ cương vực của Đại Thịnh Triều rất rộng lớn, nghe thì chỉ có 36 châu, nhưng có những châu chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, ví dụ như một lương châu, liền có thể sánh bằng hai vân châu rưỡi, cho nên binh mã của triều đình mới có thể lộ ra khẩn trương. Hơn nữa, Đam Châu là một tiểu châu ở phía Nam, nếu Nam từ quốc chiến bại, thì coi như bị cô lập, kết quả tốt nhất cũng chỉ là kéo dài hơi tàn trên núi. Nói trắng ra, bọn họ cũng chỉ là bị người ta xúi dục lợi dụng. Nếu thật sự muốn gây rối, vẫn phải có được võ lực tối cao mới được. Đặc biệt là sau khi Trần Tam Thạch biết còn có tiên pháp, càng thêm tin tưởng vào điều này. Mấy năm gần đây, thật sự là thiên hạ đại loạn, Hậu Công Công cảm khái nói, Minh Châu cũng không yên ổn, hiện nay đốc sư đại nhân tiến kinh, phản tặc giống như tiểu quỷ được giải phong ấn, nhảy nhót lung tung, lại còn có Tây Tề Quốc và Nam Từ Quốc thông đồng, ngo nghe muốn động. Minh Châu cũng có phản tặc, Trần Tam Thạch nhìn vị trí địa lý trên bản đồ. Minh Châu nằm sát với Nhạn Châu, cũng là một đại châu địa thế nhiều núi nhiều sông rất phức tạp đi về phía tây nữa chính là tây tề quốc đại thịnh triều có bốn hướng đông tây nam bắc lần lượt tương ứng với bắc mang nam từ đông khánh tây tề trong đó mạnh nhất là mang tộc liên hợp lại sau đó là đông khánh tiếp theo là tây tề và nam từ thực lực không chênh lệch nhiều hầu như tất cả đều đang ngấp nghé miếng thịt béo đại thịnh triều này nguyên nhân cũng giống như mang tộc đại thịnh triều có nhiều tài nguyên võ giả cảnh giới huyền tượng của đại thịnh triều cơ bản mỗi châu ít nhất sẽ có một người nhưng các quốc gia còn lại đều không làm được võ thánh càng là hiếm hoi không chỉ là minh châu u châu nhạn châu thậm chí lương châu đều có phản tặc vân châu mười ngày trước có bọn người muốn thông đồng với mang tộc có sơn tặc có tông môn cũng có điêu dân hậu công công nói với ngữ khí tương đối thoải mái nhưng đều chưa kịp thành hình đã bị tôn đốc sư trấn áp hiện nay ba châu tây bắt coi như đã trở lại yên ổn chỉ có minh châu bị tấn công từ hai phía, bị một nhóm sơn tặc tập hợp nhân mã hình thành dàn co với triều đình hiện nay chiếm cứ sáu tòa thành trì lương thảo sung túc nhà ta nói trước với trần đại nhân một chút nếu mấy ngày gần nhất vẫn không thể giải quyết được lương châu sẽ phải điều binh qua chi viện dự bị doanh các ngươi nhất định cũng nằm trong số đó công công trần tam thạch nghi hoặc sơn tặc minh châu là thành phần gì lại có thể thành hình nói ra cũng kỳ quái lắm hậu công công hiếp một hơi lạnh nói mi sơn Tạc khấu tự xưng là xích mi quân thủ lĩnh của bọn chúng thậm chí không phải là người luyện võ mà là một tú tài thi rớt một tú tài thi rớt trần tam thạch càng thêm tò mò đúng vậy hậu công công kể tỉ mỉ người này từ năm 16 tuổi bắt đầu tham gia khoa cử đến nay đã trung niên mà vẫn chưa có được một công danh nào ra hồn mỗi lần vào kinh đều rất bản khiến cho bị người địa phương coi thường ngay cả cô nương mình thích cũng phải lấy người khác vì vậy, hai năm trước, hắn đầu quân cho một đám sơn phỉ ở Mi Sơn, dẫn người đi cướp dâu, giết cả nhà người mà cô nương đó sắp lấy, rồi mang cô nương lên núi làm phỉ. Không lâu sau, hắn trở thành đại đương gia mới của Mi Sơn, sau đó nhân lúc giặc mang làm loạn đã khởi binh tạo phản, dưới sự ủng hộ của các thế gia đại tộc địa phương, hắn đã thành công. Nghe nói, hắn có thể nhận được sự ủng hộ là vì có được một cuốn thiên thư ghi lại binh pháp, trong đó có kỳ môn trận pháp chân chính, khiến hắn trở thành một kỳ tài luyện binh, bất kỳ quân trận nào hắn đích thân huấn luyện đều có thể thể hiện sức chiến đấu vượt xa tu vi của binh sĩ vì vậy được tôn làm thủ lĩnh đương nhiên dưới trướng chúng không có võ thánh lực chiến đấu cao nhất là một vị tông chủ cảnh giới huyền tượng thật sự nếu phải đối phó cũng không tính quá khó chơi nhưng mà động an tổng binh minh châu cần phải chuyên trung phòng bị tây tề quốc thực sự không thể phân thân cho nên một thời gian nữa cần lương châu điều ba vạn binh mã đi thảo phạt thiên thư ghi lại binh pháp đây là có kỳ ngộ gì sao đối phương một kẻ thư sinh không những có thể giữ được kỳ ngộ không bị cướp đoạt còn có thể trở thành thủ lĩnh trong đó nhất định có rất nhiều kỳ quặc đa tạ hậu công công báo tin trần tam thạch cảm tạ trần tướng quân gần đây nhất định phải chăm chỉ thao luyện cố gắng lập thêm kỳ công ở minh châu thăng quan tiến chức hậu công công bấm đốt ngón tay tướng quân cũng không cần khách sáo với nhà ta nhà ta chẳng qua là một con chó nhà của bệ hạ người nên cảm tạ là bệ hạ nếu có một ngày tôn đốc sư truyền pháp cho ngươi nhất định phải giao cho triều đình trần tam thạch nhanh chóng nói công công cứ yên tâm tốt rất tốt hậu công công hài lòng gật đầu trong lúc trò chuyện rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị xong tất cả đều là bỏ ra số tiền lớn mời đầu bếp của tiên hạt lâu làm đại thái giám hậu bảo ăn rất hài lòng sau khi ăn uống no say còn muốn kéo Trần Tam Thạch cùng đi thanh lâu, bị Trần Tam Thạch từ chối khéo, chỉ lấy ra một ngàn lượng bạc xem như hối lộ. Sao lại khách sáo như vậy chứ, ta cũng chưa tìm được huynh đệ của Trần Đại Nhân. Hậu bảo miệng nói, tay đã đút túi ngân phiếu, vậy thì nhà ta không làm phiền Trần Đại Nhân nữa. Ti cầm, tiễn khách, tiễn thái giám đi rồi, trong nhà lại yên tĩnh trở lại. Trần Tam Thạch có thể tiếp tục tu luyện kiếm khí thuật. Lại là liên tiếp mấy ngày ba điểm trên một đường thẳng. Từ khi đi hồng tụ lâu đến nay, đã gần một tháng, cố tâm la mang thai cũng đã hơn hai tháng, bụng còn chưa rõ ràng nhưng các triệu chứng như nôn ngén, buồn ngủ lại càng nghiêm trọng hơn. Chưa đến giờ mão, Trần Tam Thạch đã sắc xong thuốc bổ dưỡng thân thể, dặn dò ti cầm mặt họa nhất định phải hầu hạ phu nhân uống xong rồi mới đến doanh trại điểm danh. Nghe hậu công công tiết lộ tin tức, hắn cũng bắt đầu tăng cường huấn luyện thuộc hạ. Sau một thời gian dài như vậy, bất kể là thân tính ban đầu hay là binh sĩ đến từ các vệ sở, đều có thể nói là nghe lời răm rắp, kỹ năng, thống binh, cũng được nâng cao. Kỹ năng, thống binh, tiểu thành, tiến độ, 355 phần 2000 binh lính dưới tay hắn, khuyết điểm duy nhất chính là cảnh giới tu vi quá thấp, võ giả luyện tạng đã có chút không đủ dùng. Bác đại doanh cung cấp thuốc bổ thông thường đầy đủ, nhưng cũng có hạn chế, nếu thể chất không đủ, uống nhiều sẽ không thể tiêu hóa hết độc tố còn sót lại, dẫn đến tổn hại căn cơ ngũ tạng lục phủ. Mà thuốc bổ được luyện chế ra, độc tính còn sót lại bao nhiêu thì cần phải khảo nghiệm công lực của y sư. Nếu dùng tiêu chuẩn định lượng dễ hiểu để biểu đạt, người bình thường, giống như thuốc do tưởng y quan bọn họ luyện chế ra, 10 phần sẽ còn lại khoảng 4 phần độc tính. Còn những cao thủ cảnh giới thông mạch như giang y quan, dùng kinh lực chiết xuất ra thuốc, thì chỉ còn lại khoảng 2 phần độc tính. Đừng xem thường hai phần này, mỗi một phần độc tính giảm bớt, đều đại biểu cho việc các võ giả có thể uống nhiều thêm một chút thuốc bổ để tăng cao tu vi, tích lũy qua tháng ngày, có thể mang đến sự tăng lên rất lớn cho cảnh giới tổng thể của quân đội. Kinh lực luyện thuốc, cần phải đạt tới ngoại kinh. Trần Tam Thạch đến lúc đó thật sự phải nghiên cứu kỹ càng, nếu có thể giảm bớt độc tính xuống càng nhỏ, cũng là một cách gián tiếp nâng cao thực lực của thuộc hạ. H. Tướng quân, nói cho ngươi một tin tốt. Bạch Đình Chi tâm trạng khá tốt tìm đến, con chó săn họ doãn kia, sáng sớm ngày mai chuẩn bị đi rồi, cuối cùng cũng không còn chạy lăng xăng ở đây chướng mắt nữa. Đi. Trần Tam Thạch vội vàng hỏi, "Ngươi xác định, xác định?" Bạch Đình Chi quả quyết nói, hắn mua rượu thịt trong doanh trại, đang mời những người có quan hệ tốt với hắn uống rượu, nghe nói tối nay còn đi thanh lâu, đám người nịnh bợ hắn còn nói không nỡ để hắn đi. Trần Tam Thạch nhìn ra được, người này đối với Tào Phiền Trung Thành tận tâm, còn tưởng rằng sẽ luôn ở lại Lương Châu làm trợ thủ, bây giờ tại sao đột nhiên lại muốn đi? đoán chừng là lần trước Sa Văn Long bị điều đi, dẫn đến bọn hắn cảm thấy mình bại lộ, không dám nán lại nữa, sợ bị tra chăng, họ Doãn kia, cam tâm bỏ đi như thế ư, trong bọn người tàu phiền, kẻ hận hắn nhất chắc chắn là Doãn Hàng Văn, trước còn bị hắn bắn một mũi tên. Hơn nữa, tên này cũng đâu phải kẻ nghèo rất mồng tơi, bày tiệc chia tay ở doanh trại chắc chẳng phải để tiết kiệm, giống như chiếu cáo thị thiên hạ hắn sắp đi, muốn để cho ai nhìn đây, Trần Tam Thạch không khỏi nghĩ đến khả năng xấu nhất. Dù không phải nhắm vào mình, cũng không thể buông tha cho đối phương, kiếm khí thuật còn thiếu chút nữa là nhập môn, trước ngày mai nhất định kịp, nhưng trước đó, còn phải chuẩn bị kỹ càng. Vừa hay, bắt đầu từ xế chiều, đến lượt bọn họ nghỉ phép. Trần Tam Thạch lặng lẽ rời đi, quay về đốc sư phủ. Sau khi dần dần quen thuộc, hắn không cần chờ thông báo nữa, mà tự do ra vào, dưới sự dẫn đường của một nha hoàng, đi thẳng đến chỗ ở của Vinh Diễm Thu. Sư đệ đến cũng không báo trước một tiếng. Vinh Diễm thu khoát lớp lụa mỏng, tóc và má còn ướt đẫm, rõ ràng vừa tắm xong. Nàng dùng ngón tay điểm vào ngực sư đệ, nói đi, tìm tỷ tỷ có việc gì, Trần Tam Thạch lùi nửa bước, đưa món quà đã mua lên, đến thăm sư tỷ. Thứ, giờ còn giả bộ đứng đắn, không phải trước đó ngươi và con tiểu tiện nhân kia làm sập giường sao? Vinh Diễm thu khinh bỉ mặt quần áo, liếc hộp trang sức, bất dở trò đi, nói mau, lại muốn sai khiến ta làm gì, quả nhiên không giấu được sư tỷ. Trần Tam Thạch chấp tay, ta sắp nghỉ phép hai ngày, định lên núi săn bắn, xem có tìm được dị thú nào không, nhưng thật sự không yên tâm để gia quyến ở nhà một mình, nên có thể nhờ sư tỷ đến hàng xá ở hai hôm không, nếu đối phương đã muốn đi, hắn ra khỏi thành giết người là ổn thỏa nhất, có thiên tầm cũng không sợ không đuổi kịp. Nhưng lại lo trong nhà không người, lúc nguy hiểm không kịp quay về. Ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì? Vinh Diễm Thu cho rằng là chuyện của tam sư huynh nhiếp viễn, nàng tự tin nói, ngươi cứ yên tâm lên núi đi, sẽ không còn ai theo dõi ngươi nữa, nhà ngươi cũng không có ai dám đến. Vẫn mong sư tỷ đích thân trong non. Trần Tam Thạch khẩn cầu. Được thôi. Vinh Diễm Thu gật đầu nói, ngươi đã nói vậy, sư tỷ còn có thể không đồng ý sao? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ly muội muội nhà ta lại thường xuyên đến đó, vậy thì đi chơi hai ngày vậy. Nhưng nói trước, ngươi không được phép đến hồng tụ lâu tìm mấy ả lẳng lơ kia nữa đâu đấy lần trước kêu ta giúp ngươi tìm ra kẻ bám đuôi kết quả ngươi hay lắm quay sang đi thanh lâu làm trò lố tức chết ta ta sẽ không đi nữa trần tam thạch đáp vậy còn tạm được vinh diễm thu không nghiện được mà đảo mắt thật không biết rõ sư muội nhà ta sao lại bị ngươi mê hoặc tâm hồn nếu như nam nhân của ta dám đi lăng nhăng đã sớm bị treo lên tường thành rồi ngươi đoán xem tôn sư tỷ của ngươi nói gì người ta nói sư tỷ người cũng đừng xen vào chuyện bao đồng nữa Tiểu sư đệ chắc chắn là có việc quan trọng phải làm, nghe mà phát ứng. Ngươi ngày nào cũng mua quà cho ta, sao không biết mua cho Tôn sư tỷ của ngươi chứ? Nàng lớn đến chừng này, chưa từng động tâm với ai, lúc này chắc ngay cả bản thân cũng không biết mình đã động lòng, ngươi chớ phụ lòng người ta. Ta biết rồi, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị quà cảm ơn. Trần Tam Thạch suy nghĩ một chút, thấy người ta ngày nào cũng chăm sóc Lan tỷ, không tặng chút gì cũng không ổn. Hắn chấp tay nói: ta lên núi đây. Đi đi đi. Vinh Diễm Thu không kiên nhẫn phẩy tay, thê tử ngươi và cháu trai chưa ra đời của ta cứ giao cho ta, đảm bảo không thương tổn một cọng tóc gáy, người đó, thật sự là cẩn thận quá mức. Cáo từ, Trần Tam Thạch dặn dò xong, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, không dám trì hoãn một khắc mà cưỡi bạch hạt mã thẳng tiến về phía La Thiên Sơn Mạch. Kiếm khí thuật của hắn còn thiếu một chút mới có thể nhập môn, phải tranh thủ thời gian. Tuy rằng có cửu sư tỷ bảo vệ, có thể nói là vạn vô nhất thất, nhưng hắn cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Đến sơn động luyện đan, Trần Tam Thạch khoanh chân ngồi xuống, tập trung toàn bộ sự chú ý, hấp thu thanh huyền chi khí trong linh sa. Cho đến ngày hôm sau, bên ngoài sơn động trời đã sáng rõ, hắn đột nhiên mở mắt. Thuật pháp, kiếm khí thuật, nhập môn, tiến độ, không phần 500, hiệu quả, linh khí ngưng kiếm, búng tay giết người, búng tay giết người, người luyện võ, sau khi đạt đến cảnh giới huyền tượng, bề mặt cơ thể có thể bao phủ một lớp cương khí hộ thể. Nhưng thông mạch là không có. Tình lực, tuyệt đối không đủ để chống đỡ pháp thuật, Trần Tam Thạch càng tu luyện, liền càng có thể cảm nhận được quy lực của nó. Hắn vận chuyển linh khí qua các kinh mạch trong cơ thể, dùng cách thức đặc biệt để tụ tập linh khí vào cánh tay phải và lòng bàn tay, cuối cùng tụ tập lại ở hư không phía trên đầu ngón tay, ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh nhỏ xíu, mờ ảo, không lớn hơn kim theo là bao. Thành rồi hắn liền giải tán kiếm ảnh. Hắn có thể cảm nhận được, ngay cả là kim cương chi thể của mình, một kiếm này cũng đủ xuyên thủng cơ thể. Không cần thử nghiệm thêm, hắn biết rõ, dù là pháp thuật cấp thấp nhất cũng đủ để giết chết một võ giả cảnh giới thông mạch. Nhưng linh khí trong cơ thể thì có hạn. Hắn ước tính rằng, sau một đòn toàn lực, thanh huyền chi khí trong cơ thể hắn sẽ gần như bị tiêu hao hết. Sau đó, hắn sẽ cần phải một lần nữa hấp thụ linh sa để ngưng tụ, không có khả năng dùng phung phí bừa bãi. Sau khi đại công cáo thành, hắn nhìn lên trời, thấy thời gian cũng đã đến, liền lập tức hạ sơn, hội hợp cùng với thiên tầm ở chân núi. Thế tử, cáo từ, dẫn hàng văn cuối người thật sâu chào, rồi ngồi lên một chiếc xe ngựa, được bảy tám tên tùy tùng hộ tống, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Khoảng nửa canh giờ sau, dẫn hàng văn lên tiếng, vệ lão, gần đủ rồi, bây giờ ngươi hãy quay lại, ẩn nút đến khi trời tối, rồi ra tay giết người, nhớ không để lại một ai trong nhà. Mọi thứ chuẩn bị xong chưa, ở đây. Vệ cống lấy ra một cây kim cương sử, vua thần giáo sau khi giết người, đều dùng thứ này để lấy máu tim, nhưng, thiếu gia, hắn dù sao cũng là đệ tử của tôn đốc sư, ngươi thật sự không lo sợ việc này sẽ dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi sao, do dự liền sẽ thất bại. Doãn hàng văn ngôn từ kịch liệt nói, vệ lão, thể chất của hắn còn tốt hơn cả ta, lại có sự chỉ dạy của đốc sư. Nếu Thế tử không chiếm lấy tài nguyên của hắn, sau này rất có khả năng hắn sẽ trở thành võ thánh, thậm chí còn cao hơn, vả lại, từ việc hắn cường sát ôn thu thực, ngươi có nghĩ sau này hắn sẽ bỏ qua cho ta không? Nếu bây giờ không giết hắn, còn đợi khi nào nữa? Huống chi, đây không chỉ là mối thù cá nhân, giết hắn đi, thế tử ở Bắc Cảnh sẽ không còn trở ngại nào nữa, sau này nắm quyền quân đội cũng sẽ mang lại lợi ích lớn cho triều đình. Ta hiểu rồi. Vệ cống thở dài. Thiếu gia, nếu trước khi trời tối ta không trở lại, ngươi đừng ngồi xe ngựa nữa, hãy dùng ngựa mà chạy khỏi đây nhanh nhất có thể. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.